lật tẩy cái chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh khi mà kinh doanh ghế massage, khi mà bán ghế massage. Hello, xin chào bạn, mình là Chu Quang Huy. Thì hôm qua một đại lý bên mình có giao một chiếc ghế FC918. Đến thì không biết đâu, nhưng mà đến đấy thì mới thấy rằng là có một bên khác giao cái ghế khác đến ghế 40 triệu, nhưng mà quảng cáo là nhập ở Nhật. Thì cái khách hàng đấy, cái anh đấy, anh ấy là trùm một khu vực ở một tỉnh nhá, là kinh doanh nhà hàng khách sạn rất nhiều thứ, kể cả làm các cửa hàng nội thất nhiều lắm. Anh nói rằng là anh làm kinh doanh bao năm rồi, anh thôi anh mua cái ghế này của Trung Quốc cho nó lành, chứ ghế của Nhật mà này là anh không tin được. Đấy, và cái ghế của Trung Quốc của mình thì đắt gần gấp đôi các bạn ạ, nó gần gấp đôi. Thế thì đến buổi tối ngày hôm đấy thì bắt đầu phát hiện ra là thấy rằng là cái đơn vị kia kìa, cái đơn vị mà mang cái ghế Nhật đến sau đó lại phải mang về kia kìa, thì đăng bài bán cái ghế mà 918 mà khách hàng của mình mua ấy, với cái giá gọi là rẻ khoảng phần ba, rẻ phần ba so với giá bình thường, và put tất cả các thông tin kiểu bảo hành bảo hiếc nó cao chót vót lên, theo kiểu như là để cho cái người mua rồi ấy, người ta bị tiếc nuối kiểu như thế. Thì mình sau khi mình nhìn thấy như thế thì mình bảo chết rồi, ai lại đi để cạnh tranh nhau kiểu như thế này. Thì mình có chia sẻ với bạn nhân sự của mình rằng đấy là một cách để người ta kiểu như là xả bỏ cái cây cú đi. Nhưng mà mình cũng định không làm video đâu, nhưng mà các bạn nhân sự bảo thế thì anh nên quay một video để cho các khách hàng người ta biết, không có người ta không biết được những cái đấy, bởi vì đâu phải ai cũng nhận ra được những cái chiêu thức đấy đâu. Thế thì mình xin chia sẻ cho bạn cái câu chuyện để mọi người hiểu được rằng là cạnh tranh thì nó có rất nhiều cách để cạnh tranh các bạn ạ. Nhưng mà khi mà chúng ta cạnh tranh bằng những cái hình thức như vậy á, thì nó sẽ luôn luôn làm cho cái tâm hồn, tâm trí của chúng ta nó bị nhỏ hẹp đi, và sẽ không thể gọi là tư duy sáng tạo, tìm ra những cái sản phẩm mới, tìm ra những cái điều có ích để có thể là phục vụ khách hàng được. Nên thay vì cái việc là cây cú, thì chúng ta hãy tập trung làm sao để làm tốt nhất cái công việc của mình, làm sao để có thể là mang tới cho khách hàng của các bạn những cái giá trị tốt nhất, những cái thông tin hữu ích nhất và trung thực nhất. Đấy, chứ còn không nên làm như vậy. Đấy, và cái quan trọng nữa là mọi người cũng nên cảnh giác, bởi vì bây giờ thì các chiêu trò về kinh doanh, các chiêu trò về bán hàng thì nó vô bờ lắm. Và không phải ai cũng đủ lương tâm, không phải ai cũng đủ sự tử tế để quảng cáo tới các bạn những cái thông tin nó trung thực, cho nên là mình làm video như này cũng để chia sẻ cho mọi người, để mọi người hiểu rằng là có rất nhiều những cái cách thức để chúng ta có thể làm marketing, nhưng mà chúng ta không nên là làm marketing theo kiểu như vậy, đúng không ạ? Và khách hàng người ta thông thái lắm đấy. Ví dụ như anh khách hàng hôm qua mà chọn cái ghế FC918 xuất xứ từ Trung Quốc, đắt gần gấp đôi so với cái ghế massage 40 triệu xuất xứ từ Nhật Bản, thì khách hàng bây giờ người ta không dễ để lừa nữa. Cho nên là mọi người đừng có lừa bịp khách hàng theo kiểu như vậy, nó sẽ không tốt một tí nào cả. Chúng ta bán được một đơn hàng nhưng sau đấy người ta phát hiện ra rằng các bạn lừa dối họ, thì các bạn sẽ mất cả một đời để đi để giải thích, để xin lỗi nếu như các bạn còn làm nghề, hoặc nếu không thì các bạn sẽ phải bỏ nghề làm nghề khác. Đấy, bỏ nghề làm nghề khác. Đấy, cho nên là chiêu trò nó có nhiều chiêu trò lắm. Cái video trước mình cũng đã chia sẻ với bạn một số cái chiêu trò của một số bạn tổng kho rồi. Thì video này mình chia sẻ với bạn một cái mánh khóe mà hôm qua mình mới gặp thì nhân sự các bạn ấy bảo là anh lên làm một video để chia sẻ, chứ anh nói bọn em như này bọn em cũng không thể nào lan tỏa giống như mình được. Và mình thì cũng nghĩ rằng là mình cũng cần phải làm video lan tỏa, vì là có một thời điểm thì mình khá là bận với công việc, khi mà làm việc với nhà máy, làm việc với đội ngũ R&D của sản phẩm liên tục, cho nên là khá là bận, không quay nhiều video được. Đấy, và thực sự là khi mà làm video này thì một số bên người ta kiểu dân xã hội ấy, người ta gọi điện, người ta dọa lạt các kiểu, vợ mình cũng không thích, cũng không muốn.
đấy. Nhưng mà mình nghĩ rằng là khách hàng cần phải được bảo vệ thì mình làm những video này. Và nếu như mọi người cũng muốn rằng những người khác cũng sẽ không bị cái tình trạng kiểu như là dắt mũi dư luận, dắt mũi truyền thông như thế, thì hãy chia sẻ video này giúp mình nhé. Và mình là Chu Quang Huy, là CEO của thương hiệu ghế massage Fujike. Xin chào bạn, bye bye.